Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng thứ Bảy ngày 16 tháng 12 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau. Các địa phương trong tỉnh ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thầy giáo Mơ Nông có nhiều kinh nghiệm trong công tác vận động học sinh đến lớp. Làm giàu từ nghề nuôi ong. EU nhất trí xúc tiến đàm phán với Ukraine và Moldova. Mỹ hối thúc Israel giảm quy mô tấn công vào Gaza. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 15 tháng 12, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ehà Leo đã tổ chức hội nghị lần thứ 15 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Trong năm 2023, huyện Ehà Leo đã hoàn thành 9 trên 19 chỉ tiêu nghị quyết đề ra, giá trị sản xuất đạt 14.972 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,4%, tổng thu ngân sách đạt 231 tỷ đồng, đạt 211,6% dự toán tỉnh giao, 193,9% dự toán huyện giao, tăng 46,4% so với cùng kỳ 2022, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,15%. Công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị được đẩy mạnh, đã kết nạp 151 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu được giao. Lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận thông qua nghị quyết phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ea Súp vừa tổ chức hội nghị lần thứ 15 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Trong năm 2023, huyện Ea Súp thu ngân sách nhà nước ước đạt 64,5 tỷ đồng, bằng 107,5% nghị quyết đề ra. Tổng giá trị sản xuất đạt 7.451 tỷ đồng. Tổng sản lượng lương thực đạt 154.587 tấn. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1.930 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng ước đạt 2.100 tỷ đồng. Công tác giải quyết việc làm, an sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra khó khăn hạn chế trong việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ và thống nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024. Sáng 15 tháng 12, Công an huyện Chư Mờ Ga đã tổ chức lễ ra quân, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đợt cao điểm bắt đầu từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 29 tháng 2 năm 2024. Công an huyện sẽ huy động tối đa lực lượng phương tiện, tập trung tấn công, trấn áp các loại tội phạm, kịp thời giải quyết những vấn đề về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, không để tội phạm hoạt động phức tạp, gây bức xúc dư luận, đặc biệt tập trung trấn áp các loại tội phạm hình sự, nhất là tội phạm liên quan đến tín dụng đen, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, đấu tranh với các hành vi buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng nhái trên thị trường. Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng chống cháy nổ và xử lý các hành vi sản xuất buôn bán vận chuyển, sử dụng pháo trái phép trên địa bàn. Ngay sau lễ ra quân, Công an huyện Chư Mờ Ga sẽ đồng loạt tổ chức các hoạt động tấn công, trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn. Với quyết tâm cao nhất, lập thành tích xuất sắc ngay từ ngày đầu ra quân, tạo khí thế mạnh mẽ trong đợt cao điểm răn đe, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ nhân dân vui Tết đón xuân yên bình. Công an xã thị trấn phải làm tốt cái công tác nắm tình hình từ cơ sở, và quan trọng nhất là cơ sở. Chúng tôi triển khai thì cái lực lượng ở cơ sở chúng tôi là xác định là lực lượng nòng cốt trọng tâm, và công an xã thị trấn phải làm tốt được cái công tác nắm tình hình, chủ động từ đầu, từ phòng ngừa từ sớm từ xa để làm tốt cái công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện Cư Mờ Ga trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Sau lễ ra quân, lực lượng công an huyện Chư Mờ Ga đã tổ chức tuần hành, biểu dương lực lượng và tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Ủy ban nhân dân huyện Krông Anna đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện. Hội nghị đã công bố 5 quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện Krông Anna, gồm quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đối với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Buôn Trấp đến năm 2035 và đồ án quy hoạch chung đô thị mới Ena đến năm 2035, quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân huyện đối với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1 trên 500 điểm dân cư tuyến 2 khu vực chợ xã Bằng Adren, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 500 khu dân cư đô thị Buôn Rung, thị trấn Buôn Trấp, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 500 điểm dân cư thôn Thành Công, xã Ena.
Ngày 15 tháng 12, Công an huyện Madrak đã tổ chức lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo đó, từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến ngày 29 tháng 2 năm 2024, Công an huyện Madrak sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, tập trung trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 85% đối với án nghiêm trọng và trên 90% đối với án rất nghiêm trọng. Tổ chức tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để xảy ra bị động bất ngờ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Sau lễ ra quân, Công an huyện Madrak đã tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng trên các tuyến đường. Ngày 15 tháng 12, Công an huyện Ea Súp đã tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến ngày 29 tháng 2 năm 2024, Công an huyện Ea Súp sẽ tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, các biện pháp nghiệp vụ trấn áp các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm tín dụng đen, tội phạm về sử dụng vũ khí, trộm cắp tài sản, các đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, ngăn chặn mua bán vận chuyển, chống đốt pháo trái phép. Sau lễ ra quân, Công an huyện Ea Súp đã tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng nhằm tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Ngày 15 tháng 12, Công an huyện Chư Quynh đã tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến ngày 29 tháng 2 năm 2024, Công an huyện Chư Quynh cùng Công an các xã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức đồng loạt ra quân, thực hiện các phương án kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật trên từng lĩnh vực, địa bàn, tập trung vào các địa bàn trọng điểm và các loại tội phạm gia tăng trong dịp Tết. Đồng thời tăng cường tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác, tham gia đấu tranh, tố giác các loại tội phạm, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết an toàn. Sau lễ phát động, lực lượng công an huyện đã tổ chức diễu hành trên các trục đường chính. Ngày 15 tháng 12, Công an huyện EK đã tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đợt cao điểm được Công an huyện EK triển khai từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến ngày 29 tháng 2 năm 2024. Theo đó, đơn vị sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, dịp cuối năm, phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết an toàn, làm tốt công tác phòng ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen, tội phạm liên quan tín dụng đen và phát sinh mới các địa bàn, tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội. Triển khai đồng bộ các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, chống đốt pháo trái phép dịp trước, trong và sau Tết. Sau lễ ra quân, Công an huyện EK đã tổ chức diễu hành, biểu dương lực lượng trên một số tuyến đường chính của huyện. Thưa quý vị và các bạn, mong muốn dùng cái chữ để thay đổi nhận thức số phận của học trò nghèo, thầy giáo Y Thắng Rơ Giam, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Trần Quốc Toản, xã Erbin, huyện Lắk, dành nhiều thời gian để thực hiện công tác vận động học sinh đến lớp ở ngôi trường vùng sâu, vùng xa. Nhiều thế hệ học trò của thầy đã thành đạt trở thành đồng nghiệp cùng thầy viết tiếp hoài bão người cầm phấn. Năm 2004, sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng sư phạm Đắk Lắk, thầy giáo Y Thắng Rơ Giam tình nguyện về trường trung học cơ sở Trần Quốc Toản, xã Erbil là địa bàn khó khăn của huyện Lắk để dạy học. Gần 20 năm qua, thầy Y Thắng vẫn luôn nhiệt huyết với sự nghiệp trồng người, đặc biệt là công tác vận động học sinh đến trường. Những năm học gần đây, thầy tự hào khi trường trung học cơ sở Trần Quốc Toản có rất ít em học sinh bỏ học. Riêng năm học 2023-2024 chưa có trường hợp nào bỏ học. Lao động của các em lao động phổ thông ở đây ấy, họ thuê mướn rồi là chèo kéo xong rồi là các cháu bỏ học thì mình cũng phải buộc phải đi lao động, cứ thấy vắng học khoảng 3 ngày liên tục là cái ban nó phải yêu cầu đầu tiên giáo viên chủ nhiệm báo cáo cái kết quả lần 1, lần 2, lần 3, xong đó là ban vận động đi vào. Y Thắng được học sinh đồng nghiệp yêu quý bởi sự nhiệt huyết, trách nhiệm và sự sôi nổi tích cực trong công việc. Bằng kinh nghiệm của mình, thầy luôn tận tình chia sẻ phương pháp nắm địa bàn, giáo dục,
rèn luyện các em học sinh đặc biệt cho đồng nghiệp. Là thầy phó hiệu trưởng thì rất là nhiệt tình, rồi năng động, rồi quan tâm tới các em học sinh, và ví dụ như là giáo viên cùng với giáo viên chủ nhiệm đi vận động các em đến lớp, đi cùng tới địa bàn đó, tới nhà của em đó. Ví dụ như là một số em ở dưới làng Mong đấy, thì một số giáo viên trẻ mới vào là không biết nhà đấy, là thầy dẫn đi theo buổi tối đấy. Đấy là cũng thấy là thầy cũng thấy nhiệt tình và rất là quan tâm tới học sinh. Nói chung là làm công tác duy trì ở đây là phải xuống nhà thường xuyên thăm nom, được không phải là các em nghỉ hay vắng học, hay kể cả các em học lực yếu một tí thôi, hay là các em học khá giỏi thì mình nên xuống và biểu dương và động viên kịp thời. Những năm qua, thầy Y Thắng đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp ngành. Nhưng với thầy, những các em học sinh thân yêu đến lớp mỗi ngày giúp nhiều học sinh vững vàng hành trang, thực hiện ước mơ tương lai là niềm vui lớn nhất. Thưa quý vị và các bạn, với diện tích cây trồng lớn, điều kiện tự nhiên phù hợp, nghề nuôi ong ở huyện Krông Búc đã phát triển mạnh trong những năm gần đây, mang lại thu nhập ổn định cho người dân. Gia đình ông Phạm Đức Huy, tổ dân phố 9, thị trấn Bơn Đờ Rang, huyện Krông Búc, thu nhập trên 1 tỷ đồng trên năm nhờ nghề nuôi ong. Đàn ong được nuôi thả tự do, số lượng đàn nhiều nên hàng năm ong được đưa đến các tỉnh thành trong cả nước như Bắc Giang, Hưng Yên, Bình Dương, Bình Phước để lấy mật. Thành công với nghề nuôi ong Huy đã hướng dẫn kỹ thuật, nhân giống cho những hộ dân trong vùng có nhu cầu phát triển nghề nuôi ong. Nói chung là mình hiểu được cái tập tính của con ong, mình biết được khi nào mà nguồn hoa nó nở rộ ấy, mình di chuyển ong đến cái nguồn hoa nó nở rộ ấy. Đấy thì con ong nó ăn đủ cho bản thân của nó đủ nuôi ấu trùng ong non thì mình mới có một cái sản lượng lớn để mình nhân đàn. Từ nghề nuôi ong năm 2019, anh Đỗ Ngọc Anh, xã An Ngai cùng nghiên cứu nâng cao giá trị của sản phẩm mật ong bằng cách ủ lên men. Năm 2021, sản phẩm đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền. Năm 2022, hai sản phẩm mật ong lên men do anh làm chủ đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh. Phát triển các sản phẩm nông sản tại địa phương, tại tỉnh Đắk Lắk thì nó là một cái lợi thế cho các cái doanh nghiệp tại địa phương. Và việc sử dụng sự hỗ trợ của cơ quan nhà nước cũng như là có được những cái giấy chứng nhận sản phẩm có OCOP 3 sao, 4 sao thì giúp cho các cái doanh nghiệp phát triển được cái sản phẩm của mình trên thị trường một cách tốt hơn. Nó là một cái chứng nhận để có thể là lấy được sự tin tưởng của người tiêu dùng. Thì trong thời gian qua thì ngoài cái việc là các cái trại nuôi ong phát triển cái ngành nghề nuôi ong trên địa bàn huyện, thì huyện cũng có những cái chương trình hỗ trợ cho các chủ trại này để làm cái sản phẩm OCOP về cái mật ong của huyện. Đắk Lắk là địa phương có đàn ong nuôi và sản lượng mật ong hàng năm nhiều nhất khu vực miền Trung Tây Nguyên. Toàn tỉnh có gần 2.000 hộ nuôi ong. Tại huyện Krông Búc, nhiều hộ đã phát triển kinh tế thoát nghèo và làm giàu từ nghề nuôi ong, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới của địa phương.